cố gắng không động đậy, bởi vì chỉ cần chuyển động sẽ đói. Có con thật sự không chịu được nữa, trực tiếp nằm ra đất. Sau đó đàn chim con cũng đợi được mẹ quay trở về. Mỗi chim mẹ đều chứa đầy một bụng cá, có con còn no đến mức phải bò. Nhưng vừa mới lên bờ thì phát hiện ra một vấn đề, bầy chim hải âu đang chiếm đóng bờ biển. Tính của đám hải âu này không dễ chọc, nếu làm chúng giận dữ, đừng nói là cá, ngay cả mạng cũng không còn. Không còn cách nào, chỉ đành đợi chúng ngủ say, lén lút bước qua bầy chim cánh cụt mới thoát được. Lúc này gián điệp còn đi đến góp vui, mẹ ơi con đói, con có nghe lời hay không? Con nghe lời mà, nghe lời, con không đói. Mà lúc này không chỉ bờ biển có hải âu.